Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận về các cái thư viện chuẩn của C cộng cộng cũng như cách các bạn làm việc với thư viện. Thì về thư viện, các bạn cần hiểu cái khái niệm về thư viện là gì? Thư viện là nơi nó định nghĩa cho các bạn một loạt những cái hằng số, những cái macro và những cái cấu trúc hoặc là những cái lớp mà các bạn cần, hay nói chung là tất cả các thể loại cấu trúc dữ liệu mà các bạn cần cho cái hoạt động của mình. Trong cái thư viện của các bạn, nó có thể định nghĩa những cái hàm. Thì hàm là gì? Hàm là cái đoạn code mà các bạn có thể tái sử dụng được và nó thực hiện một cái chức năng cụ thể nào đó. Nó là một cái hiện thực của một cái giải thuật cụ thể nào đó. Chú ý chuyện đó ha. Như vậy các bạn sẽ có các cái định nghĩa cấu trúc dữ liệu, các bạn sẽ có hàm và các bạn sẽ có các cái hiện thực lớp. Được chưa? Đây là cơ bản của một cái thư viện, những thứ mà một thư viện cần có. Rồi, như vậy thì nói về hàm trước. Các bạn nhìn hàm trong thư viện thì chúng ta cần cái gì? Một hàm trong thư viện, các bạn định nghĩa nó cần phải có cái kiểu trả về. Nó cần có tên hàm và một danh sách các đối số đóng bởi một cái cặp ngoặc. Được chưa nào? Như vậy thì cái dòng mà các bạn đang nhìn thấy ở đây, dòng này chúng ta gọi nó là prototype hay còn gọi là khuôn mẫu hàm. Khuôn mẫu hàm là cái nói cho trình biên dịch biết rằng ok, tôi có một cái hàm với cái tên là này, và kiểu trả về của nó là như thế này, và kiểu của các cái đối số là như thế này. Thế nào? Đối với trình biên dịch, chỉ cần biết như vậy là đủ để xài và sử dụng cái hàm đó rồi ha. Tuy nhiên, để bạn dịch ra được cái chương trình liên kết với cái hàm đó và thực thi cái hàm đó thì các bạn cần cái hiện thực. Thì cũng một dòng lệnh bao gồm đối số nè, tên hàm và danh sách các đối số. Tuy nhiên, bạn phải đóng cái đoạn code của bạn ở trong cái cặp ngoặc kép này và bạn viết cái hiện thực của bạn ở đây, thì bạn sẽ có cái này, người ta gọi nó là hiện thực của hàm. Được chưa? Nhờ các bạn chú ý phân biệt dùm là chúng ta có cái hiện thực và chúng ta có cái khuôn mẫu hàm, hai cái đó là hai cái khác nhau ha. Như vậy bình thường các bạn viết những cái file mã nguồn á thì các bạn sẽ đặt các cái hiện thực của hàm ở trong những cái file mã nguồn CPP. Còn những cái prototype thì thường các bạn sẽ đặt trong những cái file .h hay còn gọi là file header. Ha? File này gọi là header. Phân biệt giữa hai cái này để các bạn hiểu là gì? Là header chỉ dùng cho mục đích là khai báo sự tồn tại của cái hàm thôi. Cũng như là các cái cấu trúc dữ liệu. Rồi, thì đối với C cộng cộng các bạn được cung cấp sẵn một loạt các cái thư viện chuẩn. Ở đây tôi giới thiệu cho các bạn một số những thư viện chuẩn mà các bạn có thể xài khá nhiều. Tuy nhiên là số thư viện của nó thì còn nhiều hơn nữa, rất nhiều nha. Các bạn có thể tham khảo theo cái link ở dưới này. Được chưa? Rồi, như vậy thì thư viện đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là Standard Input Output. Thư viện này tôi xài khá nhiều. Nếu như các bạn viết bên C++ thì các bạn có C Standard Input Output ha. Thì hai cái tên khác nhau nhưng mà nội dung của nó thì khá là giống nhau, nên các bạn xài cái nào cũng được. Thư viện này cung cấp cho các bạn những cái hàm nhập xuất chuẩn trên cái console. Được chưa? Và các bạn có những thư viện khác bao gồm thư viện math thì cung cấp cho các bạn những hàm về tính toán số học, bao gồm là trị tuyệt đối, hàm làm tròn, hàm mũ, rồi sin, cos, tan, vân vân. Các bạn có cái thư viện string để giúp cho các bạn thao tác trên chuỗi, ví dụ như đo chuỗi dài bao nhiêu, tìm ký tự trên chuỗi, vân vân. Các bạn có một cái thư viện assert. Thì cái này hơi lạ với các bạn một tí, nhưng mà tôi sẽ cho các bạn thấy là cái thư viện này đôi khi nó khá là hữu ích cho cái việc debug. Thì thư viện này nó cung cấp cho các bạn những cái hàm và macro phục vụ cho cái mục đích đó. Ví dụ
cái đoạn code của bạn khi vào cái hàm ngay cái chỗ đó, các bạn cần phải đảm bảo là gì? Những cái tham số này hoặc là những cái giá trị này phải đạt được một cái điều kiện nào đó mà bạn yêu cầu thì đoạn code đó mới thực thi. Như vậy nếu như mà cái giá trị của cái biến đó, giá trị của cái ô nhớ đó mà không đạt được cái mà các bạn yêu cầu thì chương trình của bạn sẽ kết thúc ngay lập tức, và lúc đó cái chương trình của bạn sẽ xuất ra cái lỗi ngay tại chỗ đó để bạn biết là có lỗi debug ha. Cái này khá là useful. Ngoài ra thì các bạn có một số cái thư viện khác, ví dụ như thư viện Error Number, cái này cung cấp các bạn những định nghĩa về các cái lỗi phổ biến, các bạn có thể tái sử dụng nó mà các bạn không cần phải tự định nghĩa cho mình những cái lỗi ha. Các bạn có thư viện về Time để quản lý thời gian, ví dụ như lấy ngày giờ vân vân các kiểu. Rồi, tôi sẽ không giới thiệu nhiều về cái thư viện Standard Input Output, nhưng mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn sơ qua cái kỹ thuật về định dạng nhập xuất. Thì các bạn đã từng làm việc với cái việc nhập xuất trên cái console rồi, thì các bạn thấy là thường các bạn làm việc với C++ các bạn hay dùng nhập xuất trên CL. Tuy nhiên là với những bạn mà đã từng lập trình C trước đó rồi, hoặc là các bạn maybe các bạn nghe những cái hàm như thế này, thì các bạn sẽ thấy là cái thủ thuật mà sử dụng hàm định dạng này trên trên C là một cái thủ thuật rất là hay. Thì trên C họ cung cấp cho các bạn một cái hàm nhập xuất là hàm printf. Hàm này có ít nhất một đối số đó chính là cái chuỗi format, và phía sau đó là những cái mà bạn muốn xuất ra. Như vậy thì cái chuyện mà bạn sử dụng một cái hàm để xuất ra cái output ở trên console theo một cái định dạng mà bạn mong muốn đó, là một cái cách có thể nói là rất là linh hoạt. Tại vì nếu như các bạn nhìn lại cái cách mà chúng ta nhập xuất bằng CL và định dạng bằng set precision vân vân, thì các bạn sẽ thấy là những cái đó nó hơi cứng nhắc. Tức là các bạn code đó ra xong thì chắc chắn là nó fix luôn. Nhưng mà nếu như các bạn mà sử dụng cái hàm printf này với một cái chuỗi format như vậy, thì bản thân cái chuỗi format của các bạn là không có cứng, nó rất là linh hoạt. Như vậy nếu như tôi thay đổi chuỗi format thì cái đầu xuất của các bạn cũng sẽ thay đổi luôn. Như vậy nó là một cái công cụ giúp cho các bạn tùy biến cái định dạng xuất mà không cần phải thay đổi cái code của người dùng. Đó là một cái thủ thuật rất là mạnh nha. Hy vọng các bạn có cơ hội để các bạn thử những cái thủ thuật này. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua để cho các bạn biết về nó. Thì cái hàm printf này nó có hai đối số, xin lỗi, một đối số thôi. Đối số quan trọng nhất đó chính là cái chuỗi định dạng, và những cái đối số phía sau nó có thể không có nha, có thể không có hoặc có nhiều, nhiều bao nhiêu thì không biết, nhưng mà về quy tắc là không giới hạn ha. Và trong cái chuỗi định dạng của các bạn á, thì cái chuỗi định dạng của các bạn sẽ có những cái mà chúng ta gọi nó bằng một cái tên đặc biệt, đó là format specifier. Thì những cái format specifier này là cái gì? Nó là cái để nói cho cái hàm biết là chỗ đó là cái chỗ tôi muốn xuất ra cái gì, giá trị bao nhiêu và cái cách xuất ra như thế nào. Như vậy thì cái format specifier đó sẽ bắt đầu bằng cái dấu phần trăm và nó kết thúc bằng cái specifier. Thì specifier của các bạn có thể là một trong những giá trị các bạn thấy dưới đây, có thể là số nguyên, có thể là số nguyên không dấu, có thể là số bát phân, có thể là số thập lục phân, có thể là số thực, có thể là số thực ở dạng hơi khác một tí là dạng mũ ha, ký tự, chuỗi, con trỏ hoặc là chả có gì hết. Còn nếu như các bạn viết cái dấu phần trăm theo sau với một dấu phần trăm nữa thì cái đó gọi là escape character, tức là cái chuỗi mà bạn xuất ra lúc này sẽ là cái ký tự phần trăm luôn. Chú ý đó ha. Rồi, cái phần về cờ, độ rộng, precision và chiều dài thì các bạn sẽ thấy ở đây cờ chúng ta có một vài cờ thôi, dễ nhớ hơn, cộng trừ vân vân.
Độ chính xác thì nó sẽ là một cái gì đó theo sâu dấu chấm. Thì các bạn sẽ thấy là nếu như tôi chấm một con số nào đó thì tôi muốn độ chính xác nó là bao nhiêu cái chữ số ha. Và dấu sao này là bất kỳ. Tương tự với độ rộng thì độ rộng cũng chỉ là một con số thôi. Thì ở đây có một cái giải thích chi tiết hơn cho các bạn về các cái định dạng giống như tôi nói hồi nãy, thì các bạn có thể tham khảo ha. Tại sao cái n này là không có gì hết mà lại phải xuất hiện ở trong cái dòng format này? Thì cũng giải thích luôn cho các bạn là gì, thỉnh thoảng các bạn muốn xuất ra một cái dòng những cái output, nhưng mà có lúc thì bạn muốn xuất ra hết, có lúc thì bạn muốn che một vài cái output. Như vậy thì trong cái câu lệnh print của tôi sẽ để tất cả các tham số luôn, nhưng mà tôi sẽ chỉ thay đổi cái chuỗi format string theo ý của tôi thôi. Tức là tại một thời điểm nào đó, nếu như tôi muốn disable một cái output thì tôi chỉ để cái phần trăm n này thay vì là một cái phần trăm d hoặc phần trăm y gì đó. Hả? Thì đó cũng là một cái cách để cho các bạn tùy biến cái đầu số của mình ha. Rồi, như vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có một số cái ví dụ về output format. Thì tôi nghĩ là cái này các bạn có thể dễ dàng test nó ở nhà, thì hy vọng các bạn chủ động một tí để giới thiệu cho các bạn. Ở đây ở đây là tôi xuất ra một cái ký tự, thì cái ký tự đầu tiên này sẽ tương ứng với cái giá trị là ký tự A. Rồi, ký tự thứ hai mà tôi in ở đây sẽ là tương ứng với lại cái tham số thứ hai, chính là cái ký tự mà có mã ASCII là 65. Được chưa nào? Và ở đây tôi có cái xuất này là xuất ra một số nguyên. Thì số nguyên đầu tiên tôi xuất là số 1977. Cái đối số thứ hai mà tôi xuất ra đây cũng là một số nguyên, nhưng mà số nguyên dài. Thì số nguyên dài này có giá trị là 650.000. Thì chữ L cuối cùng này có nghĩa là long integer. Hả? Rồi. Chỗ này các bạn thấy gì? Chỗ này các bạn thấy là format specifier này nó là tôi xuất ra một cái số nguyên với độ rộng là 10. Như vậy thì các bạn có 1977 thì các bạn sẽ có 6 cái khoảng trắng ở phía trước rồi tới 1977. Rồi, cái này cũng vậy luôn, các bạn nói là bạn xuất ra một số nguyên, độ rộng của nó là 10 và cái padding là 0, có nghĩa là cái output chỗ này của các bạn sẽ là 0 0 0 0 0 0 1 9 7 7.